chỉ xuất phát từ việc nạt bô mà một nhóm thanh thiếu niên tại thành phố Hồ Chí Minh này với độ tuổi còn rất nhỏ nhưng đã manh động liều lĩnh. Nhiều người trong số này thiếu sự quản lý giáo dục của gia đình trong dịp nghỉ hè đã gây ra vụ hỗn chiến kinh hoàng trên địa bàn và vừa bị công an tạm giữ. Ngày 20 tháng 6, công an quận 11 lập hồ sơ lấy lời khai với nhóm Quỳnh Khải Minh, 18 tuổi, ngụ phường 14, quận 3, Giang Trí Nguyễn k 14 tuổi, ngụ phường 2, quận 10, Nguyễn Hữu N, 16 tuổi, ngụ phường 4, quận 10, Nguyễn Văn Minh Hoàng, 17 tuổi, ngụ phường 9, quận Tân Bình, Nguyễn Thanh Phong, 17 tuổi, ngụ phường 14, quận Tân Bình, cùng 17 người khác đi điều tra vụ dùng hung khí sang tự chế đánh nhau trên địa bàn. Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 13 tháng 6, Minh chạy xe máy trên đường Vĩnh Diễn, quận 10, thì gặp DQK, 15 tuổi, ngụ quận 10. Thiết khai chạy xe nẹt bô, nên Minh vượt lên hỏi muốn gì, sau đó ca rẽ vào hẻm đi mất. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, sau khi nghe bạn kể, lúc ca rẽ vào hẻm, Lý Giao định đuổi theo đánh mình, nên Minh rủ trí ca hát đến chung cư 312 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11 để nói chuyện với ca. Tại đây, Minh rủ đánh nhau tay đôi, nhưng ca không đồng ý và hẹn gọi thêm người để đánh nhau. Sau đó, Minh và Khang ra về, rủ thêm người hỗn chiến. Khoảng 21 giờ ngày 13 tháng 6, nhóm của Minh gồm khoảng 22 người tập hợp tại một quán cà phê trên đường Hồng Lạc, phường 10 quận Tân Bình, rồi gọi cho đối thủ để hẹn đã đánh nhau nhưng không được đồng ý. Khoảng 22 giờ cùng ngày, Minh dẫn cả nhóm đi qua chung cư 312 Lạc Long Quân tìm đánh ca. Khi cả nhóm đến trước chung cư thì thấy đối phương đang ngồi uống cà phê với bạn. Lúc này nhóm Minh và năm người khác dừng xe lại và dùng dao tự chế truy đuổi chém nhóm ca. Riêng Trí ca hát và Phong, một người cầm một quả sang tự chế ném đối thủ. Do hỗn loạn, cả hai ném nhầm khiến một người trong nhóm bị bỏng ở tay. Nhóm Minh sau đó cầm dao tự chế rượt chém, khiến nhóm ca tháo chạy. Không đuổi kịp, nhóm này đập phá bàn ghế ở quán cà phê. CGT, 31 tuổi, ngô phường 14, quận 5, cũng bị phong già hữu N rượt chém 4 nhát vào người. Riêng Hoàng và Minh cầm dao chém vào TK, thì nạn nhân dùng ghế đỡ. Sau đó ca bỏ chạy, thì bị Minh đuổi theo, chém một nhát vào lưng. Gây án xong, cả nhóm của Minh lên xe tụ thoát. K và T được đưa đến bệnh viện điều trị, với thương tích ở đầu, lưng, tay.